Hello everybody. Con xin lỗi cả nhà, con đến muộn ạ. Ngồi đi cháu. Làm phận con cháu mà lại để các bậc trưởng bối phải chờ đợi như thế này thì cháu xin lỗi bà, cháu xin lỗi hai bác, con xin lỗi mẹ, em xin lỗi anh chị ạ. Diệp, cháu đi đâu đấy? Việc đến muộn một chút ạ. Vâng. Ngồi xuống đi, Diệp. Nào, mọi người. Lá xanh. Xanh đỏ gì? Diệp Lục. Sao em lại ở đây? Dũng. Diệp chứ Lục nào? Quá gà. Dũng. Đây là Diệp. Em gái chị Nam mà. Em gặp rồi đấy. Diệp béo á? Nó rồi đâu? Dâm. Sao? Thả thính rồi mà không định buông câu à? Dũng! Này! Con với con bé đấy là thế nào đấy? Thế nào là thế nào ạ? Đừng hòng qua mắt mẹ nhá! Con Danh thì nó định chơi con mẹ ạ. Nhưng mà còn non và xanh lắm. Nhà mình với cả nhà nó có mối thù với nhau. Con định chơi nó một vố chết nhục luôn. Mình là ai mà đi chấp những chuyện vớ vẩn đấy? Nói cho con biết nhé, cạch mặt mẹ con nhà nó ra, đừng mà dây với hủi. Vâng, thì cạch. Nhưng mà mẹ ơi, chả lẽ mẹ định ngồi im nhìn con dâu mới nhà đấy ung dung như thế à? Con gái mẹ thì giỏi giang, mẹ bị nghĩ cách thì giúp chị đi chứ. Chả lẽ cốc mò cỏ sơi à? Cứ để bọn họ vui đi. Đã là cỏ rác thì chỉ bỏ đi thôi. Thế phải đúng là mẹ ở con chứ. Mà mẹ ơi, mẹ công nhận con béo nhà đấy dậy thì muộn mà thành công đấy. Dài trông ngon nhỉ? Anh Khang lên với bà đi ạ. Lên chào bà rồi anh về luôn. Mẹ con em ngại quá. Có gì đâu. Anh à, mẹ con em lên chào bà rồi cũng xin phép về luôn ạ. Cảm ơn chị nhé. Chị Sa này, lần tới tụ họp đại gia đình nhà mình, chị em mình lại rủ nhau đi sắm đồ nhé. Cảm ơn chị, không dám. Mẹ con em xin phép anh. Dũng. Mình gặp nhau nhé. Anh, xe anh mất phanh lao xuống hồ sen gần nhà em rồi. Em xin lỗi ạ, em không có ý lừa anh đâu. Chỉ tại em không có đủ dũng cảm để nói ra thân phận của mình. Em sợ làm cho anh bị khó chịu. Anh không cố ý trách em đâu. Thật đấy. Chuyện cũ qua rồi. Đừng nghĩ nhiều nhá. Tại vì hồi đấy bọn mình còn trẻ quá, cái gì cũng làm toáng hết cả lên. Anh cũng xin lỗi vì đã làm em tổn thương. Nhưng cũng tại vì em lừa anh mà. Thế còn bây giờ thì sao? Em có đang lừa anh không? Em cố tình tiếp cận anh để trả thù à? Không ạ, không phải như thế đâu. Em hứa, em thề, em thề là em không lừa anh. Chết thôi. Sao anh lại mê em thế nhỉ?
Đáng nhẽ gặp lại em, anh phải mắng em, phải bỏ đi cơ. Thế mà bây giờ nửa bước chân không muốn rời, lại còn lo được lo mất nữa chứ.